với chương trình Hướng dẫn cắm hoa. Ngày hôm nay mình chia sẻ với anh chị em và các bạn một cái mẫu hoa chia buồn. Và mẫu hoa này dành cho người công giáo, Thiên Chúa giáo ha. Đây là cái chân đôn này, chân đôn cao 1,5 m. Tiếp theo đó, đây là cây thánh giá, nặng lắm, khá là nặng. Mình có sử dụng ràng xốp và cột xốp như thế này rồi, một xốp mình cắt làm đôi ha. Rồi đây là ở phía sau nó sẽ có cái móc, mình sẽ dùng mình móc các bạn. Đây các bạn thấy sao, lớn đúng không, vô cùng lớn. Mình phải ngạc nhiên bởi cái đánh giá nó khá là cao, cứ phải mua cái đường. Nhưng mà không sao hết, chính vì vậy mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm. Đây là hoa, đây là một tầng hoa và giữa này là một tầng hoa, coi như là ba tầng đó. Một trong những cái đôn hoa rất là lớn ha, và cái đôn như thế này thì trung bình cái giá của mình bán cũng khá là tốt, và dành cho những đối tượng ở đây là những người mà nước ngoài, Việt kiều, hoặc là những cái người mà người ta có chịu chơi một chút xíu ha, người ta sẽ chọn những cái loại đôn hoa như thế này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Mình sẽ sử dụng ở đây là cái tông hoa hồng kem kết hợp với lại là màu tím cũng có lại màu trắng của hoa cát tường. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái thanh giá này đưa xuống cái bàn ha, hoặc là mình đưa một cái khay, rồi để mình làm sao mà mình đứng nó thấp á, mình sẽ cắm nó dễ, còn nó cao quá mình nhấn lên hoặc mình bắt ghế nó lên thì nó mình phải trèo lên ha. Bây giờ mình sẽ tạo thành một cái viền thánh giá. Các cái bông hồng ở đây mình lựa chọn là hoa hồng kem đây nè. Đó, em có thể quay sẽ được đây không ạ, hoa hồng kem ha. Khi cắt hoa hồng thì mình lưu ý nè, mình phải cắt cái gốc của nó nhọn như thế này, mình cắm vô xốp nó mới dính chắc vào được. Nó khoảng 10cm thôi. Rồi mình sẽ cắm vòng hết. Đấy, cắm vòng hết xung quanh như thế vậy nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái bước đấy. Khi cắm hoa thì mình bạn thấy mình hay cắt cái thân cây ấy, nó cứ nhỏ ra để đó. Mục đích là để cho cái công việc mà khi mà mình dọn rác á, nó dễ dàng quá, là đưa vào trong cái bịch rác nó không bị đâm lủng bịch. Đó là cái lý do mình cắt nhỏ vậy đó. Mình cắt miết thành thói quen đó các bạn. Hai bên này mình sẽ chỉnh lại, mình sẽ đưa hoa vào. Đó. Mình cố gắng cắm làm sao cho nó đều, các bông nó đều và nó bằng với nhau là nó đẹp ha. Này mình vẫn đang đi tạo một cái viền đó các bạn. Mình dùng toàn bộ hoa hồng kem ở đây, các bạn có thể sử dụng hoa cúc. Đó. Thông thường một cái đôn như thế này nè, trung bình chúng ta cắm hoa hồng nó có thể nó hết tới 2,5 bó hoặc 3 bó hoa hồng, là khoảng 150 cây đấy. Cái chỗ góc bo này thì mình cắm vậy cho nó hơi tròn lại một chút, nhưng mình không có cắm cho nó sắc nhọn ha, cắm hơi cong rồi đó, nó nhẹ nhàng hơn. Cái thánh giá của mình trông nó hơi cong cong tròn tròn, nó đẹp với mình là vậy đó. Nó cắm rất là sát luôn đó, tạo luôn cái khung sát vậy luôn. Mình đi một cái vòng ở bên ngoài trước rồi mình mới đi vòng bên trong. Đây là điểm cong này.
mình cố gắng cắm nó vừa đủ bông hoa thôi, mình sẽ cố gắng hiểu được cái bông hoa của mình là ngày mai nó sẽ nở ra như thế nào. Đó thì mình sẽ cắm nó có một cái khoảng cách ha, vừa đủ để các bông hoa nó sẽ có một cái độ nở đẹp nhất. Đây là những cái đô hoa chia buồn gọi là cao cấp đấy, cũng khá là cao cấp. Và thị trường thì cũng không có nhiều người làm những cái sản phẩm như thế này. Cho nên khi mình cắm hoa hồng kem này, mình phối hoa với cái màu gì nó cũng ok hết á. Rồi đây nha các bạn thấy không, mình đang đi một cái khung này, hoa hồng hết toàn bộ hoa hồng kem ha. Cắm cái đồ này thực ra đó, giá nó khá là cao tiền bởi vì là mình phải làm rất là tỉ mỉ đó. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu là mình làm cong, mình tạo đường cong cho cái đồ này, cái hình thánh giá này. Và mình làm cong ở đây là mình sẽ một nó là các tùy theo cái ban đầu các bạn suy nghĩ các bạn sẽ đi cái màu nó như thế nào thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ làm cái sản phẩm của mình nó như thế vậy. Và ở đây là mình sẽ sử dụng là màu một kem tiếp. Mình lại tiếp tục mình làm một kem ha để mình đi đường cong cho nó. Và ở đây là các bạn, mình cũng cắt bông hồng kem khoảng 10cm ha. Mình cắm vào, mình cắm sâu vào trong xốp ở đây. Đây các bạn thấy không? Đây là cái bông cao nhất rồi đấy. Rồi bây giờ những cái bông còn lại là nó sẽ đi xen kẽ hoặc là so le ở trên cái tác phẩm này của mình để nó ra một cái hình thánh giá. Bây giờ mình sẽ cắm cho các bạn thấy ha. Bởi vì đây là cái bề mặt mà khi mà một người nhận hoa người ta sẽ nhìn vào người ta thấy. Chính vì vậy là chúng ta nên sử dụng cái bông to đẹp tròn. Đó. Đó các bạn thấy không? To đẹp tròn xoáy rất là đẹp luôn. Mình cắm ở chính giữa thì cái sản phẩm của mình nó sẽ rất là nổi bật. Ở chính giữa thì mình sẽ cắm nó thẳng, nhưng mà càng đi về phía cong á thì mình sẽ cắm nó hơi chéo vậy các bạn thấy không? Đó, mình sẽ cắm chéo như thế này. Đó. Đây, mình sẽ làm một bên cho các bạn xem ha. Khi mà cắm chéo thì mình sẽ đánh nó, mình sẽ cắm nó hơi cong xuống một chút. Đó. Cắt ngắn nó lại. Không phải lúc nào mình cũng cứ cắt nó bằng nhau. Những cái này bởi vì mình mà cắt nó bằng nhau nó sẽ không đẹp đâu. Nó không có cái độ tự nhiên á, độ cong tự nhiên ha. Đó. Đây mình cắm rất là chắc tay. Mình cũng rất là khuyến khích các bạn cắm hoa chúng ta phải cắm rất là chắc tay vô. Và khi mà các bạn mà đi cong xuống á, nếu mà cong sát xuống á thì các bạn mà hiểu được cách á, thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm hoa nữa. Đó là một trong những cái mẹo mà mình tiết kiệm hoa ha. Cũng rất là tốt đúng không? Những cái này á, khi mình cắm á, thì mình không có vội vàng được. Bởi vì mình mà vội vàng là mình cắm nó không có đẹp. Luôn luôn là vậy các bạn. Cho nên những cái này á, thì mình sẽ ưu tiên là khách đặt với mình là mình có thời gian mình làm ha. Rồi có thêm người phụ nữa thì các bạn sẽ có cái cảm giác mình nhẹ nhàng hơn. Có cảm giác nhẹ nhàng thì chắc chắn là các bạn sẽ cắm hoa nó đẹp hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm đầy cái này ha. Những cái kiểu này các bạn phải chú ý về hướng bông nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sử dụng hoa cắt tường màu trắng, mình cho nó xen kẽ vô nha. Đó. Cát tường màu trắng, đây là cát tường giống mới Đà Lạt mình mới trồng được các bạn. Nó cũng gần giống như cát tường xoăn của Trung Quốc rồi đấy. Nhà rất là đẹp đúng không? Vô cùng đẹp. Khi mà có cái màu trắng của cát tường vô á thì nó sẽ làm cho cái đồn hoa của mình nó nổi bật lên. Nếu mà bông ở giữa là mình sẽ cắm thẳng, còn đi về hai bên thì nó đi về bên nào thì mình sẽ cắm nó theo hướng đấy. Đây là cái cách cắm.
cái cát tường nó có một cái đặc điểm là cái bông nó hay bị cong cong như vậy nè các bạn. Cong thì mình sẽ ép nó vô trong á. Đó, nó dùng những cái bông hồng nó sẽ chèn lên. Nặng lên. Đó, cát tường cái màu trắng của nó trắng coi như là trắng, gọi là trắng tinh luôn đó các bạn. Cho nên là mình nhìn vô mình có cảm giác nó thanh thoát luôn. Rất là nhẹ nhàng. Trong những cái loại hoa hiện đại như thế này á thì mình không cần dùng lá nhiều nữa. Bông này không còn đẹp lắm. Mình không cần dùng lá nhiều nữa nha các bạn. Cho nên hoa không à, mình nhìn vô toàn hoa không à. Đó là lý do vì sao các bạn đừng có đặt câu hỏi là tại sao những cái này giá lại cao tiền. Các bạn thấy không, cắm tỉ mỉ không? Rất tỉ mỉ đúng không? Mà đâu phải là dễ cắm đâu. Nó không phải cắm như hoa lan, chập vô à, cái gì nó có giá nữa. Càng ngày người ta càng tinh tế rồi. Người ta không có nhìn vô những cái mà mình làm nó không có chu đáo, người ta sẽ nhận ra ngay. Cái góc khuất, những cái góc của nó bo cong như thế này thì mình sẽ cắm ngắn hoa lại để cho nó bo cong vào luôn. Rồi sau khi mà mình làm xong cái phần này và tiếp theo mình cho hoa mimi vào này nha. Đó, rất là đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ sử dụng lá dương xỉ tháp cùng với lại là lá đương trộn. Ở phía dưới này mình sẽ dùng lá tổ phụng ha, một loại lá rất là bền ăn cắm hoa. Đó. Bền sang trọng và rất là đẹp. Đó, mình cắm mạnh vô là sẽ có những cái khung lá mà nó dưới này là mình dùng những sức khác. Đến đuôi trồn.
tặng cho nó một cái mảng xanh nha. Đưa tròn đó các bạn. Mình đó, mình dùng kéo, dùng dao hay là mình dùng tay gì đó mình vuốt cho nó sạch cái thân nó đi. Mình cắm vào xốp nó mới sâu được. Sâu rồi nó mới tắt. Đây là lá dương áp. Mình có xịt sơn lên ha. Chúng ta thấy được cái sự nổi. Nó lan đây mình sẽ cắm nó chéo chiếu xuống như thế này. Đó. Rất là tiếc mà ban nãy á, cái người bán của mình ta nói hoa không có kỹ hậu quá. Đấy. À, rất là đẹp và bị gãy các bạn thấy không? Mình cắm nó hơi xéo qua một chút. Rồi. Rồi trong quá trình mà các bạn thực hành thì có gì chưa rõ thì cứ comment cho mình nha. Cái đôi hoa này mình sử dụng là hết là để xem 4 bó hoa hồng kem, 1 bó cát tường, rồi hết 3-4 bó hoa cúc ami ha, 2 bó đưa chồn, 1 bó nhân sĩ tháp và 1 bó lá tổ phục. Đó, rồi 3 nhánh lan hồ điệp tím. Thì trong quá trình mà các bạn thực hành thì có gì comment nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.